Xin chào quý vị khán giả, chúng tôi xin giới thiệu quý vị cái thiết bị thử mô phỏng về bê tông nhựa, mà đặc biệt là cái bê tông polymer sẽ sử dụng cho mặt cầu Thăng Long. Xin trân trọng giới thiệu quý vị ông Ngô Ngọc Quý, trưởng phòng thí nghiệm, xin giới thiệu về cái phương pháp thử này. Cảm ơn thầy Việt. Thì với cái thiết bị thí nghiệm này thì đây là cái thiết bị thí nghiệm đánh giá độ sâu hàn lún được đánh xe. Nhưng tuy nhiên thì với cái mục đích nghiên cứu của cái dự án thì chúng tôi sử dụng cái thiết bị thí nghiệm này là chủ yếu để phục vụ mô phỏng cái điều kiện làm việc thực tế của cái kết cấu ở ngoài hiện trường, thế là cái điều kiện xe chạy và cái điều kiện bất lợi về nhiệt độ. Thì các cái thí nghiệm của chúng tôi thực hiện ở đây là chúng tôi thực hiện ở các điều kiện nhiệt độ thông thường 25 độ cộng trừ 2 và nhiệt độ cao, nhiệt độ bất lợi 60 cộng trừ 2. Để mục đích của chúng tôi là sau cái thí nghiệm này thì chúng tôi mang các cái mẫu đi để thực hiện các thí nghiệm nhổ, thí nghiệm cắt để đánh giá cái sự suy giảm của cái lực dính giữa lớp bê tông nhựa và UHPC, sự suy giảm của dính bám giữa hai lớp này. Vâng, xin cảm ơn ông. Sau khi thử mô phỏng 15.000 chu kỳ ở nhiệt độ 25 độ và nhiệt độ 60 độ thì phòng thí nghiệm sẽ đem cái mẫu đó thử cái bám dính, thử nhổ giật và thử trượt. Sau đây ông Ngô Ngọc Quý giới thiệu về hai cái phép thử này. Xin trân trọng. Để nghiên cứu cái dính bám giữa cái lớp bê tông nhựa và cái lớp UHPC, tôi sử dụng hai cái thí nghiệm cơ bản. Đấy là thí nghiệm cắt phẳng và cái thí nghiệm nhổ. Với thí nghiệm cắt phẳng thì đây là cái mẫu kết cấu, thì bên dưới là UHPC, xong là có tưới các cái loại chất dính bám khác nhau, trên là các cái loại bê tông nhựa mà mình nghiên cứu, thì chúng tôi khoan thành tạo được một cái mẫu như này. Sau đấy thì thí nghiệm cắt phẳng xác định cái lực cắt. Cái thí nghiệm thứ hai chúng tôi sử dụng đấy là cái thí nghiệm nhổ để đánh giá cái lực dính giữa cái lớp bê tông nhựa với lớp UHPC. Trên cái mẫu này chúng tôi khoan tạo một cái mẫu mà khoan đến chiều sâu qua cái lớp UHPC. Sau đó thì sử dụng một cái loại keo chuyên dụng và bôi vào đây và gắn và lắp thiết bị thí nghiệm và thí nghiệm nhổ để xác định cái lực nhổ. Vâng, cảm ơn ông. Theo tôi được biết thì rất nhiều cái cấu tạo vật liệu và các vật liệu khác nhau đã được nghiên cứu thử nghiệm, và sau đó cho biết là cái loại vật liệu và cái cấu tạo nào là đã được lựa chọn cho mặt cầu Thăng Long. Sau các cái phân tích kết quả thí nghiệm thì chúng tôi đã lựa chọn cái kết cấu phục vụ cho dự án là đấy là cái trên là lớp bê tông nhựa polymer và cái lớp dính bám là cái dính bám hyperprimer của Nhật. Vâng, như vậy là cuối cùng cái lớp nhựa polymer 12.5 đã được lựa chọn và dày 40mm. Sau đó thì là đến lớp keo epoxy tăng bám dính hyperprimer được quét lên trên cái lớp UHPC đã được tạo nhám 300 micron. Và cuối cùng là lớp UHPC liên hợp với bản mặt thép trực hướng. Xin trân trọng cảm ơn. Như các bạn thấy, chúng tôi xin giới thiệu cái lớp kết cấu 5 này là cái lớp thử nghiệm và cho cái kết quả cao nhất trong điều kiện thí nghiệm. Và lớp này đã được chính thức lựa chọn và sử dụng để sửa chữa trên mặt cầu Thăng Long. Và đây là tất cả những cái mô hình các cái lớp phủ đã được thử nghiệm trong các cái điều kiện mô phỏng, điều kiện thực tiễn. Ở đây chúng tôi nghiên cứu rất nhiều các kết cấu, bao gồm bên dưới là UHPC và trên là một loạt các cái loại bê tông asphalt để lựa chọn ra loại bê tông asphalt hợp lý nhất. Thế còn đây là cái lớp nhựa epoxy keo không? Đây keo. Và phủ lên trên cái nền UHPC mà đã bắn bi Khi là phủ cái polymer, đúng không? Vâng. Và đây là chúng ta đang thử cái nhổ giật đây, phải không? Nhổ có lớp keo không? Cái vết thử lớp keo. Vâng. Và lớp keo này phủ trực tiếp lên trên mặt UHPC. Đây là cái việc bê tông nhựa kém, cho nên là khi chạy 15.000 thì nó sẽ hằn cái vệt, nó phá hoại ngay do cái tải trọng của cái vết hằn bánh xe. Và như anh Quý biết thì bây giờ cái mặt cầu Thăng Long đã khánh thành từ mùng 7 tháng 1 năm 2021, 2 tháng đưa vào khai thác sử dụng. Và theo tôi được biết thì rất nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng thử nghiệm chạy qua cái mặt cầu Thăng Long và đều khen. Và người ta đi qua người ta cũng cảm nhận là đến giờ phút này thì cái mặt cầu Thăng Long rất là êm thuận.